luôn mọi người. Thì để trước mình tiếng bé đi trước. Hôm nay mình sẽ quay cái này. Tại mình đẹp vậy. Wing Concept Book thì cái này là mình mua lại của một bạn Ami khác. Bạn ấy chính là người nhận cho mình cái cuốn To My Darling V mà lần trước mình đã quay ấy. Thì nó hơi bị một chút ở đây. Vì mình muốn quay nhiều góc độ nên mình quyết định đã không dùng gậy nhá. Đây, nó hơi bị lỗi một chút ở đây thôi. Mà không sao cả, không ảnh hưởng gì đến bên trong là được. Giờ tìm lại cuốn này rất chi là khó. Và nếu có thì mọi người nhớ chi là đắt. Nó nặng cực. Hôm đấy mình nhận thì bạn ấy bọc rất chi là kỹ ở bốn góc. Cái đấy thì sự rất cảm ơn đấy. Thì mình đã phải lợi dụng bây giờ là nắng rất đẹp. Mình đã lợi dụng lúc nắng đẹp nhất để quay cho mọi người xem. Đấy. Ta-da. Quyết định cố tình chọn bài này để quay. Điện thoại bên cạnh này. Đây, trong đây là cái Oscar Friend. Bạn ấy giữ rất chi là tốt nhá. Giữ hàng rất chi là tốt. Đồ rất mới. Cái set này mình mua lại của bạn ấy chỉ thiếu mỗi photocard thôi. Thực ra là mình không quan tâm lắm đến photocard. Bởi vì mình không phải là người collect photocard ấy. Đẹp chưa này. Đây là mặt sau. Nó bóng bóng nhá. Đây. Đẹp quá đi. Có chữ BTS ở đây này. Đây, đây là nhân vật chính. Ta-da-da. Nó có một cái dây. Trông sang chảnh lắm mọi người ạ. Và mình cực kỳ thích cái họa tiết tia sét này. Đây, để mình lôi nó ra nhá. Nó nặng lắm. Ai ô. Tạm vào đây đã. Để tạm nó lên trên giường. Đây. Wow. Cái này hình như là nó nặng 3 cân à? Mình không nhớ lắm. Vì cái thực ra là mình không muốn mở này đâu. Nhưng mà lúc về đã phát hiện ra là bạn này đã mở sẵn rồi. Nên mình quyết định mở 180 độ luôn. Đây. Có chữ Win Concept và chữ BTS. Và cái tên set này in ở hologram. Giấy rất chi là giấy nha. Đây. Mình không biết dịch đâu. Mình không biết tiếng Hàn. Đúng lắm mọi người ơi. The beginning, short film, cái gì đấy. Chắc là theo thứ tự một lục. Cái hồi đấy mình không định mua quyển này đâu. Vì mình cũng không phải là người thích đồ ọp lắm. Ở thấy cái góc quay này đẹp hơn. Thế quay này đẹp hơn. Mình hay quay ở chính diện hơn chứ không quay kiểu như thế này nhiều. Thôi để này nhá. Lâu lâu đổi kiểu thì đây và sau khi mình thấy mấy cái hình kiểu này này là mình đã quyết định mua. Thay đổi qua từng thời kỳ đúng không? Gì đây? Nắng đang rất là đẹp. Đây khi mình thấy mấy cái hình này này và mình đã quyết định ok mua đó. Nắng đẹp trên này. Mọi người muốn mình quay kỹ hay là lật nhanh nhở? Vì mình thường hay quay kỹ ấy, vì mình muốn mọi người xem rõ hơn. Vì mấy cái đứa kiểu thích xem unboxing như mình sẽ rất thích xem quay kỹ begin từ cookie đầu tiên này. Ui, OMG. Ui, mày chưa sách thôi. Jimin. My parents, how many blah blah blah.
Trời ơi, đẹp trai quá. Cái này là trong I Need You. Oh my god, my baby. First love. Sugar. Mình tưởng sắp xếp thứ tự tuổi cơ. À không phải, không phải. Ngay từ lúc đầu Jimin đã không phải. Sugar. Xin lỗi mọi người nha, cái mạng nhà mình nó đang hơi đỉu nên nhạc nó cứ bị ngập ngừng. Nếu mọi người thắc mắc là tại sao có mấy video trước mình không nói gì, đó là do con em mình nó ngồi bên cạnh. Và nếu mình nói kiểu này nó sẽ pha trò và nó trêu ngươi rất nhiều nên mình đã không nói gì. Cái này xem hộ chiếu mới buồn cười. Quyển này khá dày đấy, Comeback Child gì đấy. Ôi, mình thích bài này cực. Đầu tiên mình cũng không để ý bài này lắm đâu. Cho đến khi cái đợt Mama ấy và J-Hope diễn cùng với cả Jimin thì mình bắt đầu mới chú ý đến. Vì cái vũ đạo của nó thực sự đỉnh. Đấy, lúc đấy bắt đầu mình nghe giai điệu và mình thích cả giai điệu nữa. Có chói quá không mọi người nhỉ? Cái này là cực phẩm. Ảnh này là cực phẩm mọi người. Lên hai màu sao. Đây này, mọi người thấy không? Hai màu. Photography. Cái gì đây? Không biết, không dịch được. Sorry mọi người. Mình sẽ cố gắng chăm học tiếng Hàn. Ở đấy, không chăm được đâu. Mông. Chờ mình 2 giây nhé, mình sửa cái nhà. Sarangeul haetteon. À thôi, mình bật nhạc của BTS nhé. Ta 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 ta. Mạng nhà mình đang bị làm sao ấy, nó không bật được mọi người ơi. Wow, đẹp trai quá đi. Hội trường này giật ekip. Jimin. Con bài gì vậy? Nghe nói cái cat của cái wing concept book này là cat ba đây đúng không? Dày quá mọi người, lật mãi không hết, còn cả đống đằng sau. Không biết đôi này ship kiểu gì nữa. The sweet tears. Oh, help me. In his clutches, the enemy was behind me. Đợt này
Hầu như bài nào của BTS thì mình cũng nghe một lần là mình ngấm luôn. Mà đợt này kiểu hôm đấy đi ngủ xong 12 giờ lên nghe Blue Sweet Tears. Có cả đêm đấy không ngủ được. Kiểu nó lọt vào lỗ tai ngay lập tức ấy. Nó nghe phê lắm. Nó rất chi là sexy. Cái này là nốt lại khi đang đọc sở đúng không? Anh ấy đẹp nè. Anh ấy đẹp nè mọi người. Anh ấy đẹp nè. Vi. Vi. Tiệc sữa chuối. Cực phẩm hồi đấy tung ra trailer và mình xem đoạn này cực phẩm. Cái đàn bên trên đấy, cái này là cái gì không biết nữa, không không nói đâu. Giờ này giấy dày quá đi. Hai tờ, một tờ ở đây hai tờ. Ở đây 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 đây. Mình cực kỳ thích mấy cái hình kiểu này. Trông rất chi là đẹp. Trang bao nhiêu rồi? Trang 149. Lật mãi không hết. Cái trang phục đợt này cũng rất chi là đẹp nhá. Mình rất thích trang phục lần này. Nắng đẹp. Chờ chút để mình quay góc. Đây, thế này hình như đỡ đỡ chói hơn này. Đúng rồi này. Nắng đẹp chưa? Mình đã định hát rồi đấy. Nhưng mà giọng giọng của mình khi vào video nghe rất chi là kinh. Đây cũng là một số những trang mà mình quyết định khiến mình quyết định mua cái quyển này. Trông hay đúng không? Gushigai. Bọn này đẹp này. Giày của Bangtan rất chi là đẹp nhé. Jimin sẽ hợp. Remember have made me who am today. Cái gì? Trời ơi, ai biết tiếng Hàn là một lợi thế. Đấy phải chữ cookie không? Copy. Rap Monster viết nhiều trên này. Sao tự nhiên tiếng lại bé thế? The first day. Jimin lần này rất quyến rũ nhé. Wow, mình cực kỳ thích Cookie đợt này bởi cái trang phục, vũ đạo và make up các thứ. Mình cực kỳ ưng luôn. Mọi người xem cái fan cam của Headliner với cả Made in 1997 ấy, hoặc là Snowbeast cái đợt này. Nhảy trên sân khấu một cái hôm đấy mà đầy gió ấy. Ui. Lắp mọi người ạ. Cực phẩm. Mình phải nói mấy cái tấm ấy là mấy cái video đấy gọi là cực phẩm. Đẹp trên này.
Lật mãi không hết, quyển này bao nhiêu trang vậy? 300 trang à? Cái đợt này thì có mấy bài, nhưng có một vài bài mình thích, như là có mấy bài kiểu mình nghe cái mình thích luôn đây, ví dụ như bài Lie của Jimin, những cô gái thì kể 21 đấy, mình nghe cái mình thích ngay. Và Lost Mama và Awake thì sau một thời gian mình bắt đầu mới ngấm và mình bắt đầu mới thích. Cái này bạn ấy xé bớt rồi, mình không nhớ, mình không biết cái này là cái gì. Mình có xem qua thì như là ông kiểu cũng kiểu concept này là xé ra được, mình sẽ không xé ra đâu. Cái chồng quần áo này bây giờ cũng còn đấy, chưa ai dọn đi đâu, một năm rồi, năm đúng không nhỉ, hai năm đúng không? Nó bị dừng hai lần liền, một lần là do mình ấn nhầm, một lần là do bộ nhớ trong máy gần hết nên nó thoát ra ngoài, mình đã phải xóa bớt vài thứ trong máy đi. December. Đẹp chưa? Đẹp quá, đẹp quá. Cái sân khấu lần đấy, đây cái dàn đèn này, xong rồi Not Today vào ấy, wow, kiểu Sony Chiller, xong sau đấy là Am I Wrong, Not Today, trời ơi. Có một vài bài của Bangtan mình quyết định làm bài chủ chốt, bài mình thật sự thích, ví dụ như là Fun Boys, Những Cô Gái Thế Kỷ 21, Not Today, I Need You. Đấy là một số những cái bài mà mình thích nhất của BTS. Đẹp xem này, Mama. Hey Mama. Oh my god. Oh my god. My bunny. Wow. Ui, nó tự nảy vào bài này này. Chuẩn bị hết và nói này đúng rồi này. Thực ra thì sau mỗi concert của BTS thường sẽ có vài bài như là Pass 2, 3, 2, 3 hoặc là Born Singer. Thì mấy bài đấy phát lúc cuối rất chi là muốn khóc, rất chi là buồn. Đẹp chưa? Đấy. Hoặc là Wings hoặc là Spring Day. Nhưng mà thêm cái là nghe buồn lắm nhá. Hết rồi này, hết rồi mọi người ơi. Kiss gì đây? Không thấy gì đấy. À, nặng quá. Ô em trời. Đây là hết rồi. Đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Bữa em mình nhỡ tay ấn nút dừng, ấn nút stop. Thì mình sẽ gấp hai video lại với nhau sau. Đẹp quá đi. The winter is soon. Bây giờ là trang 259. Hình như cái này 300 trang. Wow. Yeah, boom. Đập trên này.